Mình đã chuyển điều vào trận, còn 3 giây nữa thì trận 10 sẽ bắt đầu. Đây chúng ta kiểm tra xem là map gì nha. Map này có độ rộng rất là rộng, nguồn tài nguyên rất là nhiều luôn. Khi chúng ta xây được một cái mình xây được như này thì hãy xây xa xa một chút để nó bao hết cái phần đất còn xung quanh này, đừng cho nó vướng cây để chúng ta có thể là xây được nhiều công trình nhất. Các bạn nhìn thấy là nó không hề vướng cây quá nhiều. Ở đây mình sẽ để nhà máy điện ra hai hướng góc này. Tiếp tục tài nguyên và sản xuất lính luôn. Ở đây thì mình chưa cần tiết kiệm phải lên nhà bà đâu. Mình sẽ tích ở trên bản đồ những cái tích như thế này để quân nó di chuyển. Thì thấy quân nó ra nó không di chuyển ngay đâu. Mình sử dụng quân để mà di chuyển những con lính này để đi nhà tù. Trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể lên cho nó cái trung tâm cấp 2 là các bạn có thể thu hộp và sử dụng item đó là lính trinh sát để mở rộng cái tầm nhìn của con lính lên. Item lính trinh sát thì có thể nhìn thấy là nó đã mở rộng tầm nhìn ra rất là nhiều để ăn được những cái hộp. Ở đây thì chúng ta sẽ nâng cấp lên nhà 2 luôn. Thế nâng cấp lên nhà 2 luôn. Ở đây thì mình nhận được hộp khá là nhiều luôn. Và sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy vàng. Nhà máy nước thì cũng tiếp tục xây dựng luôn. Và ở đây thì mình cũng sẽ xây cho nó một cái tháp ở đây luôn. Đây mình sẽ check nhá, check những cái chỗ còn đen đen, điểm đen này nhá. Đem tất cả những con lính này ra, vẫn sử dụng item lính trinh sát vẫn còn hiệu quả nhá. Item lính trinh sát hết rồi này. Bắt đầu tiếp tục sử dụng item lính trinh sát tiếp để mà ăn được hết những cái hộp này. Tiếp theo đó là mình tiếp tục mình xây dựng thêm những cái công trình, ví dụ như là nguồn cung, ví dụ còn 4 giây ấy thì cái nhà chính cấp 2 nó bắt đầu nó mở này. Ví dụ đây 24 cái này, sẽ xây 5 cái đi. Đây các bạn có thể thấy là lính nó đã thuộc ở đây hết rồi. Đây mình ăn được hết lính rồi, mình phải mở tốt cả những cái điểm đen nữa. Ở game này thì dường như là có một con lính đã đi lạc được vào trong cái khu nhà của team đội bạn, có thể check được rồi. Có thể thấy là nó đang lên cái gì. Check để mà mình ra mình biết là đây, mình tiếp tục mình đi check đây, còn 700 nữa thì mình tiếp tục mình lên nhà chính cấp 3 luôn để mình lên máy bay luôn. Lên máy bay và mình đánh nó luôn. Bây giờ mình sẽ lui quân về. Lui quân về những cái điểm mà còn đen ở trên bản đồ, tiếp tục mình sẽ sản xuất. Đây thì không cần thử nhiều, các bạn có thể là sử dụng xe, sử dụng như mình này, sử dụng những cái tháp để có thể dọn lính. Đây các bạn có thể thấy là nó đã ra lính 2 rồi, ra lính 2 rất là nhiều. Và chúng ta hãy kiểm tra xem là chạy đều 2 là chạy lính cấp 2 là nhà máy điện, và tiếp tục nó đang xây thêm trung tâm cấp. Đây thì mình tiếp tục có hộp này, mình đã rất là giàu trong cái việc triển khai là có hộp rồi. Chỉ còn 41 giây là chúng ta sẽ có thể sử dụng item cải thiện xây dựng để cho cái tốc độ xây dựng của cái công trình nó nhanh lên. Đây thì 3 nhà máy lính đã ổn rồi, có thể là sản xuất nhanh để thủ cũng cái trụ thì cũng gọi là ok rồi. Trận này mình sẽ phải lên máy bay luôn khi mà địch có khả năng là công luôn, cho nên mình sẽ sử dụng một ít lính để thủ sản xuất lính 1. Vì con xe đấy cũng chỉ cần lính 1 thôi, còn những cái con gun ấy thì lính 1 rất hiệu quả với những con gun. Đây thì mình tiếp tục mình nâng cấp công trình lên tiếp theo, vì là nhà máy nước mình vẫn còn dư. Bạn có thể thấy là chữ Z ở trên màn hình nó là 420, mình đang còn dư tới tận 38 cái nữa. Đây tiếp tục sản xuất lính, sản xuất một số lượng lính là mình kéo sang bên này, mình kéo lính hết sang bên này để có khả năng là chúng nó đi chung và nó có cái khả năng đó là thủ được. Đấy, đi chung nó rất là lợi bởi vì nó đi theo nhóm, thì nó hỗ trợ lẫn nhau. Khi này thì mình đã lên đến có thể là mình có thể trận này mình vừa đánh máy bay mình vừa đánh xe hai luôn, bởi vì mình thấy trung tâm cung cấp của nó khá là ít mà để lên được một cái trại đấy thì cũng khá là lâu ấy. Đây các bạn có thể thấy là chế độ cải thiện xây dựng thì tốc độ của xây dựng cũng khá là nhanh. Đây thì mình có thể lên máy bay bom như là thêm cái trung tâm cung cấp, như là ở đây mình sẽ sản xuất luôn hai cái máy bay. Các bạn có thể ấn vào hai cái máy bay thế này và ấn sử dụng item đó là sản xuất và sản xuất không quân. Ở đây có hai mục, ba mục luôn. Có thể là các bạn có thể ấn màu vàng vì mình rất nhiều item vàng thì mình sẽ sử dụng item màu vàng. Thì tốc độ sản xuất của không quân sẽ nhanh lên. Đây thì mình muốn là xây dựng ở dưới này là xây dựng một thêm cái tháp nữa, thêm một cái nhà sân bay nữa, thêm một sân bay nữa, cho nên là mình sẽ chọn lính, chọn quân nó dễ hơn, cho nên là mình sẽ để nó ở khu vực đấy. Bạn có thể thêm một cái trung tâm cung cấp nữa ở khu vực quanh này để cho nó được lên, và 300 nữa thì xây thêm cái nhà máy nước để nó khi mà nó hiện chữ Z trên màn hình, bởi vì nó đã quá tải rồi. Nhà máy chữ Z này hiện tại nó đang quá tải. Đây, xây lên trên này chút. Phải lựa chọn vị trí thích hợp vì là xây như này là cũng cần một cái vị trí đắc địa xây vào. Đây thì mình tiếp tục mình sử dụng những cái tháp canh nhé. Mình chưa biết định là sẽ không đi đường nào, nên mình sẽ sử dụng khá nhiều tháp canh ở phía trước đi. Ở phía bên này chắc chắn là mình sẽ để quân lính mình thủ ở đây. Nó không có thể khả năng kéo lính bên đây là thủ được. 300 nữa thì mình sẽ lên máy bay luôn, mà mình sẽ đem máy bay đi qua mình phá luôn. Đây các bạn có thể thấy là bắt đầu là mình sản xuất thêm lính đây. Mình phải cần đem lính qua check bởi vì nếu mà công một cái thì là nguy hiểm, nên là cũng cần những con lính này đem check. Và lên nhà máy bay thì các bạn khi mà bạn tấn công thì những sử những item ví dụ như là tấn công không quân, tấn công tổng, nhưng mà mình nghĩ là tấn công không quân ấn thì nó sẽ cho từng đơn vị nó sẽ mạnh hơn. Đây các bạn có thể sử dụng là phần giao tranh của hai cái kiếm gần đấu nhau đây. Tấn công bộ binh thì nó sẽ tác dụng như nào, các bạn thì chỉ cần nhấn giữ trên màn hình nó sẽ xuất hiện để ghi được những cái thông tin mà các bạn tấn công đơn vị lính nào sẽ xuất hiện trên màn hình. Đây thì mình bắt đầu mình sẽ thêm một số những cái trung tâm cung cấp đi. Thêm sản xuất lính. Đây các bạn có thể thấy là lính 1 nó vào đến đây nó đã hy sinh vì mình xây dựng 3 tháp canh ở trước mặt luôn. Đây mình bắt đầu mình triển khai xong máy bay rồi. Và sự lính 1 dường như là cũng phải xây dựng thật nhiều cái sự lính 1 này. Khi mà địch công một cái là mình sản xuất full lính 1 luôn. Có nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp thì mình sẽ sử dụng full lính 1 để công luôn. Đây các bạn có thể thấy là 4 cái máy bay của mình đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình cần xây thêm một cái nhà máy nước. 5, 6, 7, 8. Xây thêm một cái nhà máy nước ở trước mặt. Ở đây bắt đầu mình sẽ sử dụng 4 con này, mình sẽ ấn là công này, giao tranh, tấn công không quân. Bạn có thể sử dụng màu vàng. Màu vàng là mạnh nhất bởi vì nó sử dụng màu vàng. Các bạn có thể thấy là hiện tại là team đội bạn không có phòng không. Mình sẽ phá mấy cái nhà máy nước, xây cái này thì mình sẽ rất là dễ phá này. Bây giờ nó đang kéo hai nhóm lính lên thì mình có thể đưa lính mình lên nên mình bắn nó được. Các bạn có thể thấy là nó đưa hai những con lính ở đây, mình có thể đưa những cái con lính của mình lên mình công luôn. Ở đây mình sẽ chọn lính mình đi qua bên này nhá. Ở phần này thì mình cũng có thể là ấn cải thiện đi, đem cải thiện nguồn cung để có khả năng chiếm thời nhanh hơn, hoặc là sản xuất toàn bộ lính để nó di chuyển nhanh và công cái nhà này luôn. Ở đây thì mình đã di chuyển tất cả những con lính còn lại sang đây. 1.300 thì mình nâng cấp lên đến trung tâm cấp 3 để khả năng sản xuất thêm máy bay nữa. Các bạn có thể thấy là nguồn lính của mình là bắt đầu đã xuất hiện ở trên bản đồ ở bên cái cờ đấy rồi. Ở đâu mình ấn sử dụng công, sẽ đứng ở khu vực trước này để tập trung đàn lính nó nhanh hơn. Ở đây thì mình sẽ điều khiển đúng con máy bay, để xá lại rồi. Bắt đầu nó lên phòng không rồi. Các bạn có thể thấy nó đã lên phòng không rồi. Và mình sẽ tấn công luôn này. Mình sẽ tích trên màn hình, chấm vào màn hình 2 lần để tấn công luôn. Đây các bạn có thể thấy đây, 4 con này thì mình từ từ bình tĩnh, mình không chụp công nữa. Các bạn có thể thấy bắt đầu nó lấy những cái cột công trình vào. Thì mình cũng có thể là ấn tích một cái trên bản đồ để những con lính này nó sẽ tự di chuyển. Và hiện tại nó đang rất là hoang mang bởi vì tại sao mà lên máy bay nhanh như thế. Mình sẽ phá những cái tháp phòng không để nó đỡ lên những tháp phòng không. Ở đây thì nói chung là của mình sắp xây xong rồi, và con này đang rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ ấn máy bay đi qua mình phá luôn. Lính 1 chắc chắn của nó vào đây cũng nó không kịp. Mình sẽ phá luôn HQ. Trận này sẽ phá luôn HQ và thêm máy bay. Các bạn có thể thấy là lính của nó là cứ đi lung tung mà. Nó sản xuất một cái để đép thôi. Và dường như trận này là khá đơn giản. Và sau HQ thì coi như là không còn gì để nói. Đem lính này cũng kịp. Đây các bạn dư tiền các bạn để lên cấp 6 luôn. Bây nó kéo lính thì cũng kịp nữa. Đồng đội của bạn đã rời khỏi. Nhưng mình không muốn thì mình phá. Mình thích phá công trình cái hơn luôn. Thì qua trò chơi này các bạn có thể thấy là mình đã chính xác khắp bản đồ, sử dụng item đến chính xác 2 lần để có khả năng là nhặt được hộp rất là nhiều và chiếm thế cờ rất là nhanh. Đấy các bạn có thể thấy là nhìn trên bản đồ thì họ chỉ có 2 trung tâm cung cấp vàng thôi, cho nên là triển khai của quân sạch khá là kém. Và lên lính 2 luôn để thử thì sai lầm khi mà mình sử dụng lính 1. Lính 1 rất hiệu quả với lính chống tăng, trừ khi họ ra xe 1 thì lính 1 của mình rất là khó chịu. Trận đấu kết thúc được trong vòng 14 phút. Trận đấu 1-1.